Hoàng tử Subin và Thái tử Hiếu thứ hai, ai xứng đáng với vị trí center? Ngày 9 tháng 10, mạng xã hội Threads nổi lên vô số bài đăng tranh cãi giữa hai fandom của Subin và Hiếu thứ hai. Là đỉnh lưu đỉnh đám từ hai chương trình anh trai, nhưng trước đến nay fan Subin và Hiếu thứ hai tương đối hòa bình, ít khi tranh cãi không khai. Vậy điều gì đã khiến fan Hoàng tử và Thái tử làng nhạc chiến nhau cực căng trên các diễn đàn? Chuyện là sắp tới, Subin và Hiếu thứ hai sẽ cùng góp mặt trong đại nhạc hội quốc tế Ed Wonder Winter 2024. Trong bức ảnh giới thiệu dàn line-up do một trang đưa tin showbiz thiết kế, Hiếu thứ hai được đặt ở vị trí center, Subin xếp bên cạnh. Điều này đã chọc giận cộng đồng người hâm mộ giọng ca giá như. Trên mạng xã hội, fan Subin đòi công bằng cho thần tượng. Sau một hồi tranh cãi, poster đã được sửa, Subin về đúng vị thế fan mong đợi. Song, màn so kè thành tích giữa hai ngôi sao hot nhất hiện tại vẫn diễn ra. Fan Subin và Hiếu thứ hai liên tiếp liệt kê những lý do để chứng minh thần tượng mình xứng đáng được nằm ở vị trí center. Tình hình căng thẳng đang xảy ra với fan Hoàng tử Subin và Thái tử Hiếu thứ hai. Những năm gần đây, Hiếu thứ hai được mệnh danh là ngôi sao giải trí hàng đầu với độ nổi tiếng với công chúng mọi lứa tuổi tăng vọt theo thời gian. Lần đầu được biết đến qua King of Rap, Hiếu thứ hai tận dụng cơ hội tham gia các game show giúp phủ sóng tên tuổi. Năm 2023, Hiếu thứ hai trở thành cái tên quốc dân qua show thực tế 2 ngày 1 đêm. Cùng lúc anh chàng cho ra mắt album đầu tay, ai cũng bắt đầu từ đâu đó gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Về âm nhạc, Hiếu thứ hai cùng tổ đội Kiệt Năng sớm chứng minh được sức hút qua loạt hit xu hướng như Cua, Ngủ Một Mình, Không Thể Say, No Love No Life. Âm nhạc của Hiếu thứ hai được giới trẻ yêu thích, song ở một khía cạnh nào đó, Hiếu thứ hai lại bị người trong giới đánh giá thấp. Cú nổ lớn nhất của Hiếu thứ hai chính là quyết định tham gia chương trình thực tế Về Anh Trai. Cùng 30 nghệ sĩ nam trẻ trung, năng động, Hiếu thứ hai chứng minh được thế mạnh về sáng tác, trình diễn và visual, thu hút chuẩn idol. Hiếu thứ hai được nhận danh vị quán quân một cách thuyết phục, còn được fan gọi danh xưng Thái tử. Loạt ca khúc nam rapper sáng tác trong khuôn khổ chương trình chiếm trọn top trending. Về thành tích âm nhạc hiện tại, Hiếu thứ hai còn vượt qua Sơn Tùng MTP ở một vài chỉ số. Sau chương trình, độ nổi tiếng tăng thêm vài bậc, fandom Hiếu thứ hai ngày càng mở rộng quy mô. Hiếu thứ hai hiện là cái tên được săn đón bậc nhất. Danh tiếng có, thành tích có, đa tài ở nhiều lĩnh vực và còn đẹp trai. Với phong độ này, Hiếu thứ hai được dự đoán là nhân tố triển vọng có thể xoắn ngôi số 1 V-pop mà Sơn Tùng đang nắm giữ. Subin có gì? So về thành tích âm nhạc và thâm niên trong nghề, fan Subin khẳng định anh chàng xứng đáng ở vị trí center nếu đụng độ Hiếu thứ hai. Bởi vì danh xưng hoàng tử ballad không phải để trưng. Trước anh trai vượt ngàn chông gai, Subin đã oanh tạc làng nhạc với loạt hit quốc dân như Anh đã quen với cô đơn, Nếu ngày ấy, Xin đừng lặng im, Series đi để trở về. Đặc biệt, phía sau một cô gái với video audio thu về hơn 220 triệu views mãi là ca khúc đơn phương biểu tượng V-pop. Cũng nhờ ca khúc này, Subin được mệnh danh là Hoàng tử ballad. Sau khi đổi định hướng, theo đuổi nhiều thể loại âm nhạc đột phá hơn, Subin tạo dấu ấn qua The Player với đoạn cao trào tháng 5 gây sốt năm 2021. Album đầu tay Bật Nó Lên đã mang đến một Subin toàn diện trong âm nhạc, đa dạng, phong phú chất liệu và khắc họa hình tượng một nghệ sĩ đủ cùng bậc cảm xúc, tóm gọn 10 năm sự nghiệp. Nhìn chung, hành trình âm nhạc của Subin đủ ấn tượng, vừa có hit vừa có thử nghiệm để anh giữ vững vị thế sau hạng A, rồi từ đó bùng nổ hơn khi chứng minh bản lĩnh toàn năng ở sân chơi trông gai. Liệt kê bấy nhiêu thành tích, fan Subin cho rằng sẽ là kịch cỡm, thiếu tôn trọng khi fan nghệ sĩ đàn em công kích, hạ bệ giọng ca giá như. Có cần phải tranh cãi? Câu trả lời là không. Với những fan công tâm hay người qua đường, họ nhìn nhận được Subin và Hiếu thứ hai đều có điểm mạnh riêng. Nhìn vào hành trình tỏa sáng của Subin, Hiếu thứ hai và cả những ngôi sao có cơ hội thể hiện mình qua hai show thực tế, có thể thấy đây chính là lúc V-pop chuyển mình mạnh mẽ nhất. Sự phát triển của bất kỳ nghệ sĩ nào cũng đáng được tôn trọng. Subin đã và đang hoạt động nghiêm túc, chăm chỉ với nghệ thuật. Hiếu thứ hai chuẩn idol thế hệ mới, từ tài năng đến tính cách đều như được sinh ra để nổi tiếng. Cư dân mạng vẫn thường nói trẻ con mới chọn, người lớn lấy cả hai. Fan hai nhà không cần phải cãi nhau xem ai giỏi hơn ai, hãy cạnh tranh một cách công bằng, tích cực và nhìn vào sản phẩm để lại cho công chúng. Vì tất nhiên, hoàng tử hay thái tử thì cũng đều có vị thế cai quản những vùng đất riêng. Cứ ra nhạc hay, hình tượng sạch, có show hot phục vụ khán giả thì hoàng tử hay thái tử đều xứng đáng với ngai vàng mà thôi. Kể từ hai chương trình anh trai, văn hóa fandom nghệ sĩ Việt ngày càng diễn biến phức tạp. Việc có một lượng fan lớn từ các cộng đồng hâm mộ nghệ sĩ quốc tế đổ bộ về đua sang nội địa làm phát sinh nhiều tranh chấp. Một trong những FC liên tục nội chiến phải gọi tên FC Sundays của Hiếu thứ hai.
Hiểu thứ hai, chàng rapper điển trai nổi lên sau khi tham gia một trong những chương trình hot về rap năm 2018, King of Rap, bởi nhan sắc và câu từ catchy. Sự hài hước vô tri đã khiến tên tuổi của nam rapper tại 2 ngày 1 đêm lên như diều gặp gió. Mới đây, anh chàng còn ẵm luôn giải quán quân từ chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ nam, Hiếu thứ hai trở thành nghệ sĩ được săn đón nhất lúc này. Tuy nhiên, càng nổi tiếng, FC càng đông, càng có nhiều tai họa không lường trước được. Mới đây, FC của Hiếu thứ hai lại bị nhiều fan mới tố thiếu trách nhiệm khi làm quỹ cho dự án chúc mừng sinh nhật Hiếu thứ hai ở Hà Nội, quỹ Bus. Không chỉ riêng về vấn đề donate, FC Sundays còn bị lên án vì tự ý thu tiền quỹ, làm chiến dịch mà không quan tâm đến ý kiến đóng góp của fan. Vô dĩ có thể cùng nhau thảo luận trên các nhóm người hâm mộ, nhưng FC lại giả mù, gạt đi những ý kiến về màu sắc, ý tưởng concept mà làm theo ý mình. Thậm chí có người chỉ ra lỗi, việc FC ghi sai tên Hiếu thứ hai khi đăng bài chúc mừng, bài hát Kim Phút Kim Giờ top 1 trending. Dù có lên bài xin lỗi, nhưng fan Only Hiếu thứ hai đã để lại những bình luận bức xúc, cho thấy đây không phải là lần đầu tiên FC này hời hợt với chính idol của mình. Mang danh FC Hiếu thứ hai mà lo chuyện bao đồng quá. Page đầu tàu của FC thì không thèm cập nhật thành tích hay cách stream cho Hiếu, cũng như sắp vào chung kết nhưng chả thấy lên bài kêu gọi All In Hiếu mà lên bài kêu gọi donate cho tổ đội. Thế là FC Hiếu thứ hai chưa, để cái tên mà cách hoạt động đi ngược lại với cái tên thế. Nhìn cách vận hành của FC Hiếu thứ hai, tôi bắt đầu hoang mang hơn 100 triệu tiền donate cho sinh nhật bạn sẽ đi về đâu. FC Sundays đăng bài chúc mừng nhưng ghi sai tên chính idol nhà mình. Xong, cách FC xử lý truyền thông cho những lùm xùm mấy ngày qua lại là xóa và block bình luận. Một bộ phận fan cho rằng trưởng FC đang lộng quyền. Có một bài đăng căng thẳng trên cộng đồng, bày tỏ quan điểm khi thấy FC làm việc không trung thực, lộng quyền và phớt lờ ý kiến của fan. Ít lâu sau đó, bài viết nhanh chóng bị xóa đi nhưng vẫn thu hút đông đảo ý kiến của người xem về việc các FC tại Việt Nam thật sự cư xử thiếu tôn trọng người hâm mộ. Mới đây, FC Hiếu thứ hai cũng lên tiếng giải thích cho những lùm xùm vừa qua khi Pay gặp sự cố về việc mất quyền truy cập. Các admin lý giải, những hành động gây ảnh hưởng đến fan đều đang được khắc phục sớm nhất có thể. Khác với các fan đu idol quốc tế, khi họ đã có nhiều kinh nghiệm hơn cũng như những khâu tổ chức chuyên nghiệp, thì việc tổ chức support nghệ sĩ nội địa vẫn còn khá non tay. Dẫu thế, khi văn hóa thần tượng này ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ, sẽ còn rất nhiều thử thách mà không chỉ riêng người hâm mộ phải đối mặt, mà chính các nghệ sĩ cũng phải biết cách để kiểm soát tốt hơn.